Chưa? Mình có chờ ai nữa không? Đoàn của Thanh Hóa đã về đó chưa? Canh các chị và các em ạ, vì thời tiết thì hơi nắng nóng, cho nên em sẽ mời đoàn mình ở đây ta nghe. Rồi hồi nữa mình sẽ vào trong nhà mình tham quan. Thì các em, đoàn mình đã đi thăm được quán được điểm nào chưa? Hay mình về đây là điểm đầu tiên? Điểm thứ ba. Kỳ hợp là điểm thứ ba. Đi mộ và đi quê nội rồi ạ. Ở trên đó mình được nghe thuyết minh chưa? Chưa nghe. Đoàn Thanh Hóa của mình đã đi tham quan được điểm nào rồi? Đi ngã ba Đồng Lộc. Dạ. Các anh các chị và các em về với quê bác thì có ba điểm tham quan chính. Khu mộ của mẹ bác Hồ là khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Và nơi mà chúng ta đang dừng chân ở đây là quê mẹ của bác Hồ. Còn làng Sen đó là quê nội. Và chúng ta thăm ba điểm chính. Mình biết là mẹ bác Hồ là bà Hoàng Thị Loan, bà sinh ra ở trong ngôi nhà này. Nhưng mà sau này thì mẹ bác Hồ đã qua đời ở Huế. Được chị gái của bác Hồ là cô Nguyễn Thị Thanh mới đưa hài cốt của mẹ từ Huế trở về vườn nhà ở làng Sen. Còn anh trai của bác Hồ vốn là một thầy địa lý rất giỏi, đã tìm được nơi đắc địa ở trên núi Đại Huệ và đưa mẹ về đây an nghỉ vĩnh hằng vào năm 1942. Thì cùng thời gian này là anh cũng tìm được một nơi đẹp ở núi Bạch Hổ và đưa cả phần mộ của bà nội lên. Để năm 2011 thì tỉnh ủy Nghệ An mình còn rước cả linh hồn của cậu Nguyễn Sinh Sinh, em bác về yên nghỉ cạnh phần mộ mẹ. Trên nơi mà mẹ bác Hồ yên nghỉ là thuộc địa phận của xã Nam Giang của huyện Nam Đàn. Còn bây giờ canh các chị các em đang dừng chân thăm ở đây là quê mẹ của bác đấy. Di tích này gắn liền với tên làng. Đây là di tích Hoàng Trù, ta quen gọi là quê mẹ của bác. Nhưng bác Hồ của chúng ta lại được sinh ra ở quê mẹ và bác gắn bó với mảnh đất này được 5 năm. Còn hồi nữa con đường một chiều này mình đi khoảng hơn một cây số thì chúng ta sẽ về đến làng Sen, đó là quê nội. Hai quê của bác này là ở trong một xã và đây chính là xã Kim Liên. Quê mẹ của bác Hồ như canh các chị kem về thăm mình thấy là nằm trên một khu vườn này là khá rộng. Ở đây là 7 sào trung bộ, tức là 3.500 m² và có tới 3 ngôi nhà. Ở phía tây vườn có một ngôi nhà bé nhỏ 3 gian, thì đây là nhà của bố mẹ bác. Bác sinh ra ở nhà này, tức là bác của chúng ta là được sinh ra ở quê mẹ. Nhà 5 gian này, đó là nhà của ông bà ngoại. Ông ngoại bác có tên là cụ Hoàng Xuân Đường, còn bà ngoại của bác Hồ là cụ Nguyễn Thị Kép. Ở sau này còn có một ngôi nhà ngói, thì đấy là nhà thờ của chi nhánh họ Hoàng Xuân, họ ngoại của bác Hồ. Viếng thăm ở đây, các anh chị các em biết là nguồn gốc họ ngoại bác ấy không phải ở Nghệ An, mà theo gia phả của dòng tộc này để lại, tổ tiên bên ngoại bác là ở thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên, họ về đây. Và đời ngoại của bác Hồ là đời thứ 15. Ông ngoại bác khi còn sống ở đây thì ông là tộc trưởng của dòng họ. Chân cụ đã lập lên nhà thờ này là để thờ từ đời ông cụ nổi của mình. Sau này ông bà qua đời, nhà thờ này còn là nơi thờ chung cả vong linh của ông bà ngoại. Nhưng anh chị và các em, ông bác Hồ là tộc trưởng mà nhà của ông bà lại chỉ có hai cô con gái. Hồi nữa em sẽ mời canh các chị các em thăm ngôi nhà tranh này của ngoại. Chúng ta sẽ hình dung được ngày ở đây ngoại bác Hồ là một nhà nho giàu có. Ông ngoại có nghề dạy học, ba thì làm ruộng, có nghề trồng dâu nuôi tầm dệt vải. Cô con gái đầu lòng của ông bà là cô Hoàng Thị Loan. Các em có biết sau này cô Hoàng Thị Loan là sau này trở thành ai không? Là ai các em? Sau này chính là mẹ của bác Hồ. Và chỉ năm sau thì ông bà mới sinh người con thứ hai là Hoàng Thị An, là dì của bác. Nhưng mà năm 1878, ông bà đã đón về nhà của mình một người học trò nghèo tên là Nguyễn Sinh Sắc. Các em có biết ông Nguyễn Sinh Sắc sau này là ai không? Sau này là bố bác Hồ. Canh các chị các em, mà ông Nguyễn Sinh Sắc là ông sinh ra ở làng Sen, nhưng ông sớm gặp một hoàn cảnh éo le bất hạnh. 3 tuổi bé Sắc đã mồ côi cha và lên 4 tuổi lại mồ côi cả mẹ. Ông bà ngoại của bác Hồ thương cảnh ngộ đó mới về làng Sen xin đón bé Sắc về đây nuôi và cụ đã dạy cho học chữ. Mồ côi cha mẹ nhưng cậu bé Sắc lại thông minh hiểu học. Sau này miễn vì đức cảm đi tài của người học trò nghèo và vượt qua cả sự ràng buộc của lệ giáo phong kiến là muốn đang hộ đuổi, nên ông bà đã quyết định chọn học trò làm con rể của mình.
Tức là bố bác vừa là con nuôi, vừa là học trò, và sau trở thành con gì của ông bà. Con gì các em ơi? Sau trở thành con rể. Và năm 1883 là lễ cưới của bố mẹ bác Hồ được tổ chức trong ngôi nhà của ông bà ngoại. Như vậy canh các chị và các em về thăm, mình đã hiểu thêm một điều. Hạnh phúc mà bố mẹ bác Hồ có được là nhờ công lao to lớn của ông bà ngoại. Nhưng phong tục của người xứ Nghệ xưa, con gái đã lấy chồng không được ở chung cùng với bố mẹ. Thương các con nên ông bà mới cắt một sào ba thước, tức là gần 600 mét vuông, ngả cây cối trong vườn và dựng ngôi nhà nhỏ cho bố mẹ bác ở riêng sau ngày cưới. Hồi nữa em mời canh các chị các em thăm. Chúng ta biết là nhà này được làm vào năm 1883 đấy. Bố mẹ và anh chị của bác Hồ ở là 12 năm. Nhưng riêng bác của chúng ta sinh ra và ở đây cho đến ngày bác lên 5 tuổi. Trong ngôi nhà ba gian bé nhỏ này, mẹ bác đã sinh dân tộc Việt Nam mình ba người con yêu nước. Chị gái của bác Hồ là cô Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1884. 4 năm sau, mẹ bác sinh người con thứ hai là cậu Nguyễn Sinh Khiêm, em trai của bác. Cũng đúng vào ngày này cách đây 129 năm, trong ngôi nhà nhỏ này bác của chúng ta đã cất tiếng khóc chào đời. Theo các cụ trong làng kể lại, sinh thời bác còn được bà ngoại lấy một chiếc cất nữa, nhúng nước sôi cắt rốn cho bác. Bác được ông bà bố mẹ đặt tên là Nguyễn Sinh Cung, mà tiếng địa phương này mình quen gọi là cầu cung. Nhưng sinh ra ở quê mẹ mà bác của chúng ta cũng chỉ gắn bó với mảnh đất này được có 5 năm thôi. Khi bác lên 5 tuổi là bố bác lại tạm biệt quê hương của mình đi vào Huế học. Mẹ bác thương chồng, đưa hai con của mình, bác lên 5, anh Khiêm lên 7 cùng chồng vào Huế để giúp chồng ăn học. Nhưng anh chỉ cái mà khi mẹ bác cùng chồng đi Huế thì ông ngoại của bác lại không còn. Dì An em của mẹ cũng đã đi lấy chồng. Mẹ bác đã phải gửi cô Thanh chị bác ở lại quê này với ngoại để bà cháu sớm tối bên nhau. Rồi bà mới cùng chồng với hai người con trai của mình vào Huế. Nhưng mà lần ra đi này của mẹ bác là bà đi mà không có ngày trở về. Nghệ An mình đi Huế là gần 400 cây số. Nhưng ngày đó nhà bác nghèo không có tiền để thuê xe ngựa. Gia đình bác đã phải đi bộ ngày đi đêm nghỉ gần một tháng trời mới vào đến Huế. Những năm tháng sống ở Huế, mẹ bác sinh thêm người con thứ tư. Em của bác Hồ là em Nguyệt Sinh Sinh. Nhưng năm 1900 ở Thanh Hóa của mình đang tổ chức một kỳ thi hương. Trên bố bác đi coi thi ở đó chưa về. Khi đi bố bác còn đưa cả anh cả Thêm đi cùng. Mẹ bác sinh con xa quê không có nơi nương tựa. Chỉ có mấy ngày đã phải trở dậy để ngồi vào khung cửa. Vì lao động quá sớm nên bà đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Trưa 22 tháng chạp năm Canh Tý, theo dương lịch là ngày 10 tháng 2 năm 1901. Anh chị em mình biết là người Việt mình chỉ có một tuần nữa là đến Tết rồi. Mẹ bác đã chút hơi thở cuối cùng ở mảnh đất Kinh Thành, khi tuổi đời mới chỉ có 33. Bà con phụ Huế ngày đó rất thương tiếc, mới đưa mẹ của bác lên an nghỉ ở núi Bân, thuộc dãy núi Ngự Bình, bên dòng sông Hương của Kinh Thành Huế. Canh các chị các em hình dung đi sau linh cữu mẹ, người thân chỉ có bác với em trai đang còn hát rượu. Năm đó, bố bác với anh cả Khiêm đi coi thi trở về để ghé về quê nhà này. Được tin vợ không còn, ông mới lặn lội trở vào Huế. Nhưng bố bác ngày đó một mình ông không sống nổi được cảnh gà trống nuôi con. Ông đưa các con rời Huế để về quê nhà này. Anh chị các em hình dung ngày xa đi, nhà bác vui bao nhiêu trong cảnh đầm ấm vì có mẹ. Ngày về buồn tụi bấy nhiêu. 11 tuổi bác đã phải tự mình đi bộ từ Huế trở về quê. Bác đi trong nỗi đau mẹ và em vừa mới mất. Em của bác năm đó khát sữa mẹ, chân cậu đã qua đời khi chưa được 1 tuổi. Trở về quê nhà này, chị em của bác Hồ được bà ngoại yêu thương chăm sóc. Nhưng gia đình bác về đây cũng chỉ được có 3 tháng nữa thôi. Kỳ thi hội của năm Tân Sửu lại đến. Và để trọn tình, trọn nghĩa với người vợ đã khuất, bố bác đã gửi con cho ngoại.
Một mình ông lại đi bộ vào Huế để dự kỳ thi hội lần thứ ba trong đời mình. Ở đây em giới thiệu các anh chị và các em của mình là bố Bác Hồ phải thi đến lần thứ ba. Anh chị các em ạ, đời thân sinh bác, ông phải trải qua đến 5 kỳ thi, ông mới đỗ được học vị phó bảng. Nhưng ngày bố bác đỗ đạt cao rồi, mẹ của bác lại không còn. Mà phong tục ở quê này lại quy định là vinh quy bái tổ, nghĩa là khi bố bác đỗ cao rồi, không được ở quê vợ. Ông phải về nơi mình đã sinh ra để bái tạ tổ tiên. Bố bác sinh ra làng gì các em? Làng Sen. Trên gia đình bác đã phải rời mảnh đất quê mẹ này để về quê cha sinh sống. Mà trước đây là bố Bác Hồ là trẻ mồ côi nên ông không có nhà. Nhưng ngày ông đỗ phó bảng, nhân dân ở làng Sen đã mừng cho một ngôi nhà, mời ông và các con về ở. Bác đã cùng với anh chị tạm biệt quê mẹ đầy ơn nghĩa này, về quê cha sinh sống. Nhưng về làng Sen bác cũng chỉ ở được có 5 năm thôi. 16 tuổi bác theo cha mình đi vào Huế lần thứ hai. Nhưng lần ra đi ấy, bác đã đi hơn 50 năm sau mới về thăm quê mẹ của mình. Các em có biết là trong cuộc đời bác là từ khi xa quê cho đến ngày bác qua đời, bác về thăm quê được mấy lần không? Mấy lần các em hay? Có bạn nào nhớ không? Như vậy Thanh Hóa của mình được đón bác mấy lần? Mấy lần? À 4 lần. Ở Nghệ An ấy, trong cuộc đời của bác là bác về có 2 lần thôi. Nhưng mảnh đất Thanh Hóa thì anh chị các em biết là bác của chúng ta đã về thăm đến 4 lần. Nhưng mà lần đầu tiên bác về năm 1957 thì bác của chúng ta lại không kịp về thăm quê mẹ. Ngày đó bác chỉ về làng Sen thôi. Và quê mẹ này của bác cũng chỉ được đón bác mình về có 1 lần, nhưng cũng là lần cuối cùng. Đó là ngày 9 tháng 12 năm 1961. Xa quê từ năm bác 16 tuổi, mà ngày bác về quê mẹ của mình, bác đã là cụ già 71 tuổi rồi. Về nhà nhìn kỷ vật thì vẫn còn, nhưng bố mẹ anh chị của bác đã lần lượt qua đời hết rồi. Về đây, bác đã không nén nổi được xúc động. Tâm tư đầu tiên của một người con đi xa về, bác xin vào thắp hương cho các bậc tiên tổ. Mà đứng trước cửa nhà thờ thấy cái cây mít nhà ông bà này còn, bác còn cười vui bác bảo. Cái cây ngày xưa vẫn còn là các cô, các chú. Bác bảo là cây này là quả nó sai, mỗi nhiều, cùi mọc mà ngọt. Anh chị cây mà ở đây chúng ta chỉ còn giữ được cây mít này là cây cuối cùng, từ thời bác của chúng ta ở đây thôi. Nhưng mà cây này là trong một trận bão nó bị đổ, và đó là cái chồi của cây mít ngày xưa mọc lên đó. Bác về thăm lại ngôi nhà của ông bà, nhưng khi chúng ta đón bác vào ngôi nhà nhỏ, đứng lặng rất lâu, nghẹn ngào quay ra bác nói: đây là nhà của bác. Cuộc đời bác đi rất nhiều nơi, ở rất nhiều ngôi nhà, nhưng chỉ có ngôi nhà mà bác cất tiếng khóc chào đời, bác bảo nhà bác đấy. Bác về nhìn những kỷ vật trong nhà mình vẫn còn, nhưng người thân không còn ai để đón bác nữa. Bác thăm từng kỷ vật đã gắn bó tuổi ấu thơ của mình. Sau đó trở ra sân, bằng một cử chỉ thân tình, bác còn mời bà con ngồi xổm trước nhà mình để trò chuyện. Trong giây phút cảm động, bác nhận ra cụ Nguyễn Thuyên là người bạn đã câu cá với bác thuở nhỏ. Anh chỉ cái mặt tuổi thơ quê nhà bác mình đi câu với bạn, trong một lần vô tình giật cần câu lên đã móc vào vành tay trái bác. Bây giờ xem những bức ảnh, anh chị các em thấy bên vành tay trái của bác là có một vết sẹo. Nhưng xa quê hơn 50 năm, ngày về bác vẫn không quên bạn của mình. Đặt tay lên vai bạn, bác hỏi ông bạn già: nhớ tôi là ai nữa không? Nhìn thấy bức ảnh này là cụ nhà thơ Tổ Hữu đã xúc động viết rằng: bạn xưa còn nhớ khi câu cá, nhớ quả cà ngon, nhớ gốc chè. Nhưng canh các chị và các em mình biết rằng bà con ở làng Hoàng Trù này và lòng dân xứ Nghệ cũng không thể ngờ. Đó là lần đầu tiên, nhưng cũng là lần cuối cùng bác về thăm quê của mẹ. Còn sau ngày bố bác đỗ phó bảng, ông lại đưa các con của mình về quê cha. Thì để hiểu rõ hơn ở năm tháng bác ở làng Sen, thì hồi nữa mời canh các chị các em đoàn Thanh Hóa, chúng ta sẽ về với mảnh đất làng Sen quê nội. Như vậy bác của chúng ta ở quê mẹ được mấy năm các em? Mấy năm? 5 năm. Từ 5 đến 10 tuổi bác theo bố mẹ của mình đi đâu? Đi Huế. 11 đến 16 tuổi bác sống ở đâu? Quê nội. Bác về thăm quê được mấy lần? À, các em, bác về mấy lần?
À, quê mẹ để đón bác mấy lần? À, Thanh Hóa của mình được đón bác mấy lần các em? 4 lần. Nhà bác Hồ có mấy chị em? 4. Em bác Hồ của chúng ta khi nhỏ tên gọi là gì? Bác của chúng ta mà. Bác của chúng ta là Sinh Cung, đúng rồi. Ngôi nhà nhỏ bên kia là nhà của ai? Nhà nhỏ mà. Nhà tranh nhỏ phía tây vườn ấy. Bác sinh ra ở đó thì gọi là nhà bác. Còn ngôi nhà này nhà của ai đây? Ông bà. Mà khi về thăm ở đây là cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Bà xúc động nói, có bác của chúng ta ngày nay là nhờ công lao ông bà ngoại. Còn ngôi nhà này thờ ai đây các em này? Ngôi nhà ngói này thờ ai? Ông bà, tổ tiên ngoại. Sinh thời thì bác Hồ của chúng ta vẫn có một mong muốn là non sông Việt Nam có dân tộc Việt Nam. Là nhờ ai? Nhờ ai các em này? Của các ai đây? Của các em. Thì trước khi chia tay với đoàn của mình, để cho các em được gửi đến anh chị các em mình lời kính chúc sức khỏe, lời chúc hạnh phúc, và chúc các em luôn là những con ngoan trò giỏi. Giờ các em có muốn vào trong nhà không? Để trước khi chia tay thì cho cô một tràng pháo tay rồi mời đoàn của mình vào thăm trong nhà. Với bó hoa tươi này thì em mời đoàn vào sân trong nhà thờ.